Trong ngày hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước vẫn có mưa rông. Ngày và đêm nay thì dự báo là khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa cho đến Quảng Bình thì mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, sạt lở đất và vùng núi. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì đã qua giai đoạn mưa lớn trong chiều và đêm nay thì mưa vừa, mưa to. Dự báo tập trung ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Lượng mưa từ 25 đến 50mm. Cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực Tây Nguyên thì vẫn cần đề phòng với khả năng xảy ra sạt lở đất. Vâng ạ, người dân mà sinh sống ở những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở thì cần phải chú ý các dấu hiệu nhận biết như là vết nứt tường nhà này, sườn đồi, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển hay là nghe được âm thanh lạ trong lòng đất thì cần phải di dời kịp thời ra khỏi nơi nguy hiểm. Vâng, còn trong đêm qua thì trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã khiến cho thành phố Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên ngập úng cục bộ. Lượng mưa đo được ở gần khu vực thành phố Điện Biên Phủ lên tới gần 100mm. Trung tâm thành phố thì có nơi nước ngập sâu đến gần 1m. Nhiều phương tiện ô tô đi lại khó khăn, xe máy thì phải dắt bộ. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại các huyện Mường Trà, Điện Biên, Điện Biên Đông, thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lây. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì lúc này nhiều địa phương đang nỗ lực hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Hiện thì nhiều diện tích lúa đang đến kỳ thu hoạch của bà con bị ngập sâu và đổ ngã do ảnh hưởng bởi hoàn lưu của hai cơn bão và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Như là tại thị xã Ngã Năm, địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất của tỉnh Sóc Trăng thì đến thời điểm này đã thu hoạch được 87% diện tích. Hiện vẫn còn khoảng 1.200 hectare nằm ngoài trạm bơm. Năng suất lúa thì giảm khoảng nửa tấn một hectare so với đầu vụ. Ngành nông nghiệp tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo các địa phương rà soát lại hệ thống cống và kênh thủy lợi để điều tiết nước kịp thời. Toàn tỉnh Sóc Trăng thì đã thu hoạch được khoảng 30.000 hectare lúa hè thu trong tổng số 140.000 hectare đã gieo xạ. Còn tại Bạc Liêu thì hơn 32.000 hectare lúa hè thu cũng bị đổ ngã và ngập úng do mưa lớn kéo dài. Vụ lúa hè thu này thì tỉnh Bạc Liêu xuống giống hơn 58.000 hectare và mưa lớn nhiều ngày thì đã làm cho hơn 1.000 hectare lúa chín đã đến ngày thu hoạch bị đổ ngã, tỷ lệ thiệt hại từ 30 đến 50%. Còn hơn 31.000 hectare lúa hè thu muộn bị nước ngập sâu gần tới cổ bông và diện tích lúa này dự báo là sẽ tiếp tục đổ ngã trong những ngày tới khi mà nước trên đồng hạ thấp. Để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất thì tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương mở các cống ngăn mặn, xả nước mưa ra biển để cứu lúa. Vâng, và Bạc Liêu là địa phương có nhiều diện tích lúa nằm ở vùng trũng, bờ bao thấp, vậy nên thường gặp thiệt hại mỗi khi mà mưa bão, khi nước trên các tuyến kênh đổ về. Thực tế thì thời gian qua địa phương cũng đã rất là nỗ lực để khắc phục hạn chế này. Hệ thống thủy lợi được đầu tư nâng cấp với hệ thống các trạm bơm và những khu đê bao khép kín tại các vùng trũng thấp đã được xây dựng, cũng đã hỗ trợ giảm thiểu đáng kể thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp tại Bạc Liêu vào mùa mưa bão. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 47 trạm bơm và gần 270 ô đê bao khép kín. Không chỉ bơm tát chống úng cho lúa vào mùa mưa, nhờ hệ thống thủy lợi này, nông dân còn dễ dàng tháo khô ruộng lúa lúc gieo xạ, cũng như bơm tát dẫn nước vào kênh nội đồng. Thời tiết hiện nay mà nếu không có trạm bơm thì nông dân hầu như là làm nó không có đạt hiệu quả. Hầu như là dùng bằng cái máy bơm tay mình thì kinh phí nó quá nặng. Việc đầu tư xây dựng những khu đê bao khép kín và trạm bơm cho các vùng trũng thấp đã góp phần khắc phục tình trạng thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nông dân tại địa phương cho biết công suất của những máy bơm này vẫn còn chưa đủ phục vụ. Mỗi khi có mưa lớn, lượng nước tràn về nhiều sẽ không kịp bơm tát. Đề nghị các ngành chức năng thì có thể quan tâm hơn đến với bà con nông dân của hai ấp B1 và B2 để đầu tư thêm, để tăng thêm một cái đầu bơm nữa để cho sản xuất cho nó hiệu quả hơn. Sản xuất nông nghiệp ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn, mưa bão, hạn hán luôn đe dọa, gây thiệt hại sản xuất của nông dân. Vì thế, giải pháp công trình đang là một trong những giải pháp được đánh giá là ưu việt nhất hiện nay. Vâng ạ, Bạc Liêu một tuần tới thì dự báo là mưa sẽ xảy ra rải rác chủ yếu là về chiều tối. Tuy nhiên là đến cuối tháng thì khả năng là sẽ có mưa to và không loại trừ khả năng sẽ có thể gây ra những thiệt hại cho bà con, cho nên là người dân cũng cần phải lưu ý.